thì con có trêu là sao trông hai con bê trông như hai con sách toy đi. Thì bạn ấy tới và bạn ấy trong lúc chờ chụp thì con quay ra quay vào con đã thấy bạn ấy lăn ra ngủ. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Xin chào hai em. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Con chào Hồ Vân, con chào chú Quốc Thận. Con tên là Nguyễn Thanh Long, hôm nay con 30 tuổi. Hiện con đang làm photographer. Chụp hình hả? Rồi con đến từ đâu? Con đến từ con người Bắc Ninh ạ. Con đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Có nghĩa là con ở Hà Nội, con bay vô đây tham gia chương trình đó hả? Dạ. Bắc Ninh cùng quê với chị. Cùng quê với cô. Cô là gái Bắc Ninh đấy con ạ. Thế là còn con. Dạ, con cũng làm việc ở Hà Nội ạ. Vâng, là Nguyễn Thanh Nga ạ. Con năm nay 28 tuổi và con hiện tại con đang làm thiết kế thời trang và làm stylist ạ. Ông xã làm photographer. Rồi bà xã làm stylist. Rồi có makeup được không? Con cũng chỉ biết sơ sơ thôi ạ. Kim luôn makeup đi để như hai vợ chồng coi như là lo trọn gói luôn. Dạ. Tụi con bay vô từ lúc nào? Dạ bọn con bay vô chiều hôm qua. Rồi giờ quay xong chắc mai ra lại hả? Dạ. Hãy chơi mấy hôm ạ. Vậy hả? Ở ngoài Hà Nội mùa này chắc đang lạnh lắm đúng không con? Dạ. Mấy ngày nay thì cũng đang rất là lạnh. Lạnh mà mình trong, còn lạnh nè. Trong này là chỉ xe xe thôi chứ lạnh gì. Ý là so với thời tiết Sài Gòn thì mấy hôm nay Sài Gòn hơi bị lạnh. Mà Hà Nội mới đã, Hà Nội lạnh mới đã nhá. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi là hai con là lần đầu tiên gặp nhau ở đâu và có ấn tượng gì về nhau? Lần đầu tiên con gặp vợ con thì tại đám cưới của một cậu em chơi thân. Thì ngày hôm đó là ngày cưới thì chú rể là bạn chơi thân với con. Cô dâu thì lại là bạn chơi thân với cả vợ con. Đó, ấn tượng đầu tiên gặp vợ con thì đó là cái câu chuyện mà khi mà con đang trêu đùa với cả cậu em là con nhìn hai con búp bê ở trong phòng cưới ấy, thì con có trêu là sao trông hai con búp bê trông như hai con sách toy đi. Thì sau khi con trêu thì con nghe phía sau là vô duyên. Con ngay mà liền luôn. Con quay lại thì con thấy một bạn nữ nói xong bạn quay lưng bạn đi luôn. Cay chứ mới đầu cay mũi chứ. Nhưng mà con có kịp thấy mặt của cô này không? Thực ra lúc đấy là con cũng nhìn lướt qua đó, nhưng mà cũng có ấn tượng. Bởi vì khi mình nói xong có một cô bé ở ngay sau mặt mình câu đó gì cá tính chứ bộ đúng không? Con sao ra thì con nói xong thì con cũng chả nhớ đâu ạ. Không, anh ấy gặp lúc mà con nghe anh ấy khen về hai con búp bê đấy thì cái cảm giác con sao? Con nhìn thấy là thằng cha này rất là vô duyên và con bột miệng con nói thế thôi ạ. Nhưng mà thực ra là lúc đấy con nói xong con không nhớ là con nói đâu. Khi anh ấy gặp và anh kể lại thì con mới nhớ mang máng. Thì cái đó là gọi là phản xạ vô điều kiện. Vâng, thực ra những người nào mà bị chửi thì sẽ nhớ. Đúng rồi người ta. Bạn này là sẽ nhớ, nhưng mà bạn này sẽ quên đi. Vâng. Nhưng mà là sau đó rồi một chút nữa ra ngoài tiệc thì có gặp mặt lại nhau không? Dạ, thực ra thì cuối buổi tiệc thì mọi người có nhờ con cầm điện thoại chụp hình giúp. Thì con lại cầm điện thoại con chụp hình đúng nhóm của vợ con với cô dâu chú rể. Đó. Thì thực ra là sau này khi mà quen nhau rồi thì con kể lại nhưng mà vợ con bảo là em chẳng nhớ gì cả. Không nhớ gì hết. Và cái giây phút mà cái anh này cầm máy chụp hình nguyên nhóm bạn á, con cũng chả nhớ gì về ông này. Không có ấn tượng gì cả. Vì thực ra con cũng bị cận nhỉ. Nhìn xa cũng không để ý người nào lắm. Thế rồi sau cái đám cưới đó thì lúc nào là tụi con lại gặp lại nhau? Thực ra là sau đám cưới thì con đã có ấn tượng rồi. Nên là con cũng tìm cách để con tìm info của bạn nữ mà nói vậy. Con cũng có nhờ bạn con là làm thế nào để làm một bữa tiệc mời bạn đến. Nhưng mà cũng không thành. Nên là con cũng tìm info, tìm Facebook, tìm Instagram. Nhưng mà cứ hỏi nè, cái lần thứ hai mà khi gặp lại cổ đó thì con có thấy là cổ có khác so với cái lần đầu mình chạm mặt trong bữa tiệc không? Dạ, có chứ ạ. Đẹp hơn. Con bị bất ngờ việc đầu tiên là lần đầu khi mà con gặp mà vợ con ấy, là bà ấy để tóc dài. Và lần thứ hai thì gặp
thì lại cắt tóc tém. Đấy là việc bất ngờ đầu tiên. Và việc thứ hai là mình chụp hình cho bạn ấy, nhưng mà tức là bạn ấy cũng có nhờ là chụp giúp thêm một hai người bạn, bạn ấy cũng làm đồ án tốt nghiệp, thì hai bạn kia thì lại chụp trước. Thì bạn ấy tới và bạn ấy trong lúc chờ chụp thì con quay ra quay vào con đã thấy bạn ấy lăn ra ngủ. Không để tâm gì tới rất tự nhiên cả. Không, em rất tự nhiên, em mệt em phải ngủ thôi, lăn ra ghế sofa ngủ. Em mệt em phải ngủ thôi, em vẽ đồ án lâu coi như thức đêm thức hôm. Rồi thế con ngủ đến bao lâu thì con mới thức? Đến khi mọi người gọi con dậy bảo là đến lượt con chụp thì con mới dậy ạ. Vâng, giờ thì hôm đấy là quá mệt bởi vì là con thức đêm rất nhiều, là kiểu như thức đêm mấy tháng rồi ạ. Thì bận quá nên là đến cũng chả kịp mà make up cũng chả gì, đánh một cái son đến ấy ạ. Cả thôi chắc là anh ấy chả có ấn tượng gì đâu bởi vì là trông nó đúng là kiểu hơi nhếch nhác ạ. Nên là đến thì cũng anh cũng bình thường, vẫn về vẫn liên lạc với mình bình thường ạ, cũng không kiểu chê bai là kiểu mặt mộc hay gì đấy xấu. Sau cái lần thứ hai đó thì bao nhiêu lâu tụi con chính thức yêu nhau? Một tháng. Chắc là khoảng một tháng á. Một tháng sau. Dạ. Là trong một tháng đó là mấy lần đi chụp free nữa? Thực ra là con chủ yếu cũng đi ăn ạ. Cũng không nhớ rõ nhưng chủ yếu là hai đứa rủ nhau đi ăn. Vậy thì là Long sao? Tỏ tình trong lúc chụp hình đúng hay sao? Dạ, không ạ. Tỏ tình thì thực ra lúc đấy là trên cái đường chở nhau đi. Thì con có hỏi là em có rảnh không? Em rảnh không thì làm yêu anh cho nó bận. À, có rảnh không làm người yêu anh đi cho nó bận. Theo rồi. Theo con thì câu tỏ tình đó nó lãng mạn không ạ? Không ạ, khá là nhạt. Nhưng mà con thực ra là cũng thích anh ấy rồi ạ. Là thấy nó nhạt nhưng mà mình vẫn buồn cười. Cười kiểu cười không động miệng ấy ạ. Bởi vì thích anh ấy. Rồi sau đó thì chắc có lẽ là liên tục coi như là hai đứa như kết hợp với nhau để mà cùng sản xuất ra nhiều cái bộ ảnh chất lượng đúng không? Dạ vâng. Thế tụi con yêu nhau mấy năm, tìm hiểu nhau mấy năm? Dạ, con yêu và tìm hiểu nhau một năm thì đến quyết định là con cầu hôn vợ con. Thế trong một năm đấy thì có sóng gió ba đào hay là có lần nào mà ghen tuông rồi hờn giận rồi hiểu lầm rồi chia tay chia chân không? Hay là êm đềm? Thực ra thì trong khoảng thời gian yêu nhau bọn con ít khi cãi nhau lắm. Nhưng mà cũng có một lần là vợ con giận rồi cũng cắt liên lạc. Cắt liên lạc mất một tuần. Ôi, giận cái gì kinh thế con? Hay anh nói dối ạ. Nói dối chuyện gì? Không thành thật, bởi vì thực ra là ngay từ đầu hai đứa yêu nhau ấy thì cũng đã nói hết là chúng mình phải thành thật với nhau, có gì định nói với nhau hết. Và không được lừa dối nhau cái gì cả. Mà con thực ra là từ ngày bé đến tận bây giờ ấy, cuộc sống của con kiểu thanh niên nghiêm túc ấy ạ. Đứa chỉ học và đi làm, không yêu đương linh tinh, không chơi bời gì ạ. Nên là con cũng các mối quan hệ xung quanh con cũng thế. Và con cũng nói với anh ấy là con yêu ai thì con cũng lựa chọn những người kiểu có lối sống lành mạnh một chút đi. Bởi vì con không muốn va vấp vào những người kiểu chơi bời rồi làm nọ kia ấy ạ. Thì anh ấy cũng không thành thật với con, nói ngay từ đầu anh ấy như nào ạ. Và sau đó thì khi con phát hiện ra ấy thì con cũng khá là sốc, bởi vì con không cảm thấy là không hai đứa không phù hợp với nhau, là con cắt đứt liên lạc. Nhưng mà cái lúc mà bạn ấy giận á, Long có biết lý do vì sao bạn gái mình giận không? Thực ra lúc đó thì con biết nhưng cũng không làm thế nào để liên lạc được. Thì mãi về sau con hỏi hết các bạn bè thì mới biết là vợ con trốn sang nhà bạn. Phải mất bao lâu thì có mới nguôi? Năn nỉ mất nguyên buổi. Tụi con cưới nhau được bao lâu rồi? Được 3 năm rồi ạ. 3 năm rồi? Vâng. Được mấy bé rồi? Dạ, con có một bé 15 tháng ạ. Nhưng mà là lúc mà con đám cưới thì là con đã tốt nghiệp. Dạ, xong tốt hết nghiệp rồi đúng không? Dạ vâng, lúc đấy con đi làm rồi. Nghĩa là mới đi làm thôi. Vâng. Mà công việc của bạn này thì là nhiếp ảnh. Dạ. Mà công việc nhiếp ảnh thật sự không phải là thu nhập nó quá cao. Vâng, cũng không được ổn định ạ. Lúc mà mới cưới thì có gặp những cái khó khăn gì không? Cưới xong thì bọn con vẫn thuê nhà. Thuê nhà, rồi là hai đứa, mặt đứa nào đứa đó phải làm công việc của mình đúng không? Dạ. Cái thời điểm đó là có nhiều khó khăn không? Khó khăn nhất là thời điểm con sinh em bé. Tại vì sinh em bé xong thì không ở gần ông bà nội, cũng không ở gần ông bà ngoại. Con thì kiểu như là cũng đang trong đà làm việc ấy ạ.
Thì sinh em bé xong thì con vừa làm việc vừa chăm em bé là cũng kiểu bị sức khỏe bị yếu nhiều ấy ạ. Tại vì sinh xong thì khoảng tầm được lúc con đang nằm ở bệnh viện con đã phải làm việc rồi ấy. Bây giờ kiểu như là mắt cũng bị mờ nhiều ấy ạ. Và cũng yếu hay ốm nữa. Thôi giờ mình đến đó luôn. Mình đến cái phần vui vẻ đi. Thực ra thì thấy thời gian bây giờ thì gần như là hai vợ chồng khá là hòa hợp bởi vì hiểu nhau hơn ạ. Thời gian trước thì là anh ấy là có điểm đam mê về game, rất là nghiện game, và khi yêu nhau thì thực ra con dễ tính lắm, con không hề bắt anh ấy phải làm gì đâu ạ, không bắt anh ấy làm phải mua này mua kia cho mình, hay là em nhiều khi là các bạn nữ bây giờ ấy thì thường là đòi hỏi người yêu là phải ý là phải mua cho mình đồ này đồ kia, nhưng mà con thì không, con thấy cái đấy là không cần thiết. Anh ấy thì cũng nghĩ là con dễ tính, nhưng mà cái vấn đề chơi game anh ấy chơi từ khi yêu con đến khi lấy rồi ạ, và khi có con vẫn chơi, tới bây giờ vẫn còn mê game. Thực ra bây giờ vẫn mê lắm nhưng mà hạn chế ạ. Có con gì nữa nè? Thực ra là vô tâm. Vô tâm thì con nghĩ là như đàn ông thì ai cũng như vậy ạ. Không, không phải đâu, không phải là đàn ông nào cũng vô tâm đâu. Đó. Nhưng mà đa số á, đa số thì không, con không có bạo biện được cái chuyện đó cho chồng con, không có vô tâm. Có thể vô tâm lúc chưa có gia đình thôi, nhưng mà khi mình đã có người yêu rồi, mình lấy người ta rồi, mình lại có con rồi thì mình không thể vô tâm được. Cái đó chữa được nha con, bệnh vô tâm không phải là đang y nha con nha. Vâng, tại vì con biết anh ấy là người khá tốt bụng nha. Vấn đề vô tâm chẳng qua là mình cũng là ở bên cạnh anh ấy, kiểu thành ra anh ấy để tâm ra cái vui vẻ khác như là chơi game hay là hẹn hò bạn bè các thứ ấy, thì anh ấy để tâm cái khác thôi. Ở với con thì anh vẫn yêu thương con và con nhờ làm gì đấy anh cũng sẽ làm cho ạ. Rồi về nhà thì có bừa bộn không? Cũng là... Thường mấy ông nhiếp ảnh là hay quăng cái này kia. Có không? Có ạ. Thực ra là ban đầu là con có dọn, nhưng về sau là con bắt phải dọn để cho mà nhớ, nhưng mà cũng không nhớ ạ. Nhưng mà bây giờ có cải thiện không? Đỡ, ví dụ như là 10 thì đỡ được khoảng tầm 4 năm thôi ạ. Tại vì cái tính như vậy rồi không biết thế nào. Cũng đỡ rồi. Hai vợ chồng làm chung công việc, chồng thì nhiếp ảnh, vợ là stylist đúng không? Vâng. Nhiều khi làm model luôn. Thì làm chung công việc thì có phát sinh cãi vã hay là mâu thuẫn gì không? Làm việc với nhau thì nó phát sinh ra rất là nhiều vấn đề mâu thuẫn. Bởi vì vợ con thì lại là một người làm việc cực kỳ tập trung và nghiêm túc, trong khi tính con khi làm việc nó bị trái ngược. Và con lúc nào con cũng thích có nhạc rồi chim vui chim vẻ rồi tạo mood. Rồi sáng nay kể tật xấu của vợ luôn đi. Thực ra là tật xấu thì đến thời điểm này con cũng không biết vợ con có gì nhiều ngoài cái tính nóng nảy. Lúc trước khi cưới thì con có nhận xét vợ con là dễ tính. Sau khi cưới thì vợ, người yêu tớ dễ tính lắm. Sau khi cưới thì phải thêm chữ nóng là dễ nóng tính. Dễ nóng tính. Chứ còn không khó tính hả? Khó tính, kỹ tính, nóng tính đó. Vợ con không phải là người khó tính, mà vợ con là người cầu toàn và kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính và nóng tính. Kỹ tính và nóng tính. Có ghen không? Cũng nghe nát, tại vì mình cho người mẫu nhiều mà đúng không? Tài xế là một nè, nhiếp ảnh là hai nè, diễn viên điện ảnh là ba nè, đó là ba cái đối tượng đó là dễ làm cho vợ. Được cái từ khi có người yêu mới lợi lấy vợ thì không chụp mắt mẻ bao giờ. Hay sửa áo, sửa này, sửa kia. Nhưng mà có khi nào mà con ghen với cái công việc của ảnh không? Không ạ, tại vì là thực ra thì con mấy cái anh ấy thường làm việc chung và anh ấy cũng sửa ảnh và cũng hay cho con xem ảnh gốc của mọi người cũng không được đẹp như ảnh Photoshop ạ. Vâng. Cho nên không có gì phải ghen đúng không con? Họ cũng giống mình. Rồi con mong muốn vợ con thay đổi điều gì không? Thực ra với con thì những cái điều mà vợ con làm con rất là trân trọng, cảm ơn. Con chỉ muốn vợ con hãy luôn bình tĩnh và lắng nghe, bởi vì mọi điều con hay là người thân làm chỉ mong một điều tốt nhất cho vợ con. Nên là với vợ con là một người nóng tính thì bây giờ chỉ cần lắng nghe một chút, lắng nghe một chút để biết được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Còn con sao? Con mong chồng con thay đổi điều gì? Thật ra thì... bây giờ anh đang thay đổi rồi ạ, nên con mong anh ấy là vẫn tiếp tục như thế thôi ạ. Rồi,
anh thay đổi gì? Anh đã thay đổi gì? Anh bây giờ cũng không vô tâm giữ ngọ quan tâm đến con và con trai của con ấy ạ. Ừ. Về chăm sóc gia đình, về nhà đi làm về thì giúp vợ làm hết việc nhà. Em chỉ việc là làm nghỉ ngơi thôi ạ. Ôi, gì đâu. Như vậy có nghĩa là chồng con đang xác thay đổi. Là chồng con phải phải làm sao để cho con hết hẳn cái stress, cái trầm cảm của con đó. Và từ khi yêu và lấy con thì anh ấy ngày trước anh cũng có chơi bời, cũng thử hết các thứ, nhưng mà từ khi yêu và lấy con thì tự nhiên là con không bao giờ thấy anh ấy hút thuốc, bởi vì con rất sợ cái mùi thuốc ấy ạ. Không bao giờ hút thuốc và cũng dần dần bây giờ cũng không chơi game nữa. Thay đổi rất nhiều về con. Thật ra là chúc mừng con. Và có thể nói là con chắc con khớp cái vụ trầm cảm sau sinh nữa. Hiện khi con không biết với lại lên chương trình ngày hôm nay với sau khi con nói được hết ra rồi, với sự chia sẻ của chị Vân cũng như là với những cái hành động của chồng con, thì chú nghĩ là cái việc mà để gọi là con vượt qua cái trầm cảm sau sinh đó chắc có lẽ là nhanh chóng thôi. À, biết đâu bây giờ là đã hết rồi đó. Thực ra là cũng hết, bởi vì là vẫn con vẫn cần bị suy nghĩ, và lúc nào bình thường ấy thì con sẽ nghĩ được là anh ấy rất tốt, nhưng mà khi mà lên cơn ấy ạ, cũng là lên cơn ấy ạ, thì là không suy nghĩ được gì nữa. Đúng rồi, tại cáu vì cái, tức là bạn là vẫn vì cái bệnh nó chưa hết cho bạn dễ bị kích động. Đúng rồi ạ. Chứ không phải là bạn chỉ nóng tính đâu. Bạn kích động thì đương nhiên bạn không kềm hãm được, là bạn phải bùng phát lên. Đúng rồi ạ. Đó, cho nên là nó là bây giờ á, cái việc mà con cải thiện đầu tiên là con phải tìm giấc ngủ. Con cứ đi tìm giấc ngủ xong đi, rồi bắt đầu tự động là nó sẽ bớt đi tất cả mọi thứ. Và bây giờ muốn tìm giấc ngủ cho dễ thì tạm thời một thời gian cái công việc của con á, con xả hết ra, con đừng suy nghĩ gì đến công việc nữa. Thì cứ coi như con cứ đổ thí cho chồng con đi, anh kiếm tiền, anh lo toan này kia nọ ấy đi, bắt đầu con xả ra. À, con chỉ nghĩ đến chuyện là giờ chăm con nè, chơi với con nè. À, rồi trang hoàng nhà cửa hoa hè, nói chung là thích đi coi phim thì là em đi coi phim, thích đi ăn hàng thì em đi ăn hàng, đại khái như vậy, để con tìm lại cái giấc ngủ. Tại con càng suy nghĩ con càng không ngủ được, cái dòng nó ngộ lắm con. Đó nha. Rồi bắt đầu là con cứ tập từ từ từ. Thường á là cô thấy ở trên YouTube á, nó có cái mà cái nhạc, các cái nhạc ngủ á, nhạc nghe vào ngủ liền. Nhạc nghe ngủ á được lắm á nha. Mới đầu có thể con cũng thử rồi, nhưng mà cái không, con cứ để hoài, con đừng có thấy là một hai lần con thấy không có ăn thua gì, không, con cứ để hoài, nhưng con tạo, nó tạo thành một cái thói quen là cứ con cứ để con nghe, con ngủ lúc nào con không biết. Bây giờ con đi tìm giấc ngủ trước đi, rồi con hãy tính đến những chuyện kia. Còn bên cạnh là con, là chồng con đã biết cái cách để trị cho con rồi, thì giờ anh vẫn tiếp tục anh làm cái điều đó. Vâng. Còn riêng con là con phải tìm giấc ngủ cho cô. Còn riêng Long thì chú muốn nhân cái cơ hội đến với chương trình Vợ Chồng Son này, và nhìn thấy cô vợ mỏng manh yếu ớt của mình đang trong cái giai đoạn này, thì đang rất là cần một cái gì đó từ phía Long đó. Và nhân cơ hội này thì chú nghĩ là Long nên có một lời nói hay một cái hành động gì đó để mà nói với vợ mình nhân cái kỷ niệm ngày hôm nay. Đúng rồi. Thật ra thì nói với vợ nghe, nhìn vào mắt vợ, thôi vợ để cho vợ yên tâm nè. Thật ra thì anh biết tất cả những cái điều em đã hy sinh, em đã làm, em đã vượt qua để ở bên cạnh anh và con, bằng mọi giá, bằng bất cứ hành động hay sự đánh đổi nào, thì anh cũng chỉ mong một điều duy nhất là em vui vẻ và khỏe mạnh, những thứ khác không quan trọng. Nói cái cho chồng yên tâm đi con. Chúng mình cùng cố gắng nhé. Ôm mở cái đi. Thấy, sổ ôi tình tứ quá cô. Mà xúc động lắm. Thôi cô cũng chúc cho tụi con sẽ hạnh phúc với cái sự lựa chọn của mình nha. Mời mời mời. Dạ, tụi con có món quà. Trời ơi. Hai nha con chú. Rồi rồi, con cảm ơn. Trời ơi, chú dẫn chương trình mệt mỏi rồi. Con tặng yến đó chị ơi chị. Wow. Yến nhà luôn hả? Dạ, yến nhà làm luôn hả? Là ở bình đặc sản của Bình Thuận á, cô Hồng Vân. Ủa, hai đứa chồng à? Dạ. Hai chồng ở Bình Thuận tới luôn hả? Rồi bây giờ xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, lời đầu tiên thì cho con xin phép chào
Cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con xin tự giới thiệu, con là Lê Minh Thuận, hiện đang làm giáo viên tin học và năm nay con vừa tròn 30 tuổi. Con gái mỏng manh. Dạ chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phạm Thị Minh Trâm, năm nay con 28 tuổi, con cũng là giáo viên tin học. Hai chồng chung trường hả? Dạ không, thì chung môn. Chung dạ, môn mà chung khác môn. Trường. Rồi làm sao mà gặp được nhau hay vậy? Con gặp vợ con hồi từ khi học cấp 3. Hai đứa là cấp 3 là chung trường? Dạ không, khác trường. Khác trường luôn mà nó gặp được nhau hay quá à. Con với vợ con gặp nhau thì cũng tình cờ thôi, chơi thân với một bạn. Thì cái bạn đó lại học chung lớp với vợ con. Thì trong một cái dịp Tết, vợ con đi về nhà, anh bạn nó chơi. Rồi sau anh bạn nó cũng rủ con đi luôn. 2011 là tụi con mấy tuổi? Dạ lúc đó đang học lớp 11. Lần đầu tiên thấy cô bé này sao? Đi chung với một nhóm bạn đó là giờ là con giống như đi chơi bình thường vậy á. Không có nhớ gì hết. Nhưng mà con có nhớ không? Dạ con là cái người đầu tiên đầu tiên chủ động nhắn tin, xin số điện thoại nhắn tin cho anh. Tức là con ấn tượng về anh này trước đúng không? Dạ. Thực ra là lúc đó là anh này là con thấy rất là xấu. Nhưng mà bạn con quảng cáo là anh này giỏi tiếng Anh và giỏi đá bóng. Con lại thích hai bộ môn đó. Nên là con chủ động xin số điện thoại bạn con để nhắn tin cho anh này. Vợ con là làm anh em kết nghĩa. Ai đề nghị làm anh em kết nghĩa? Anh là... Dạ, con không nhớ chính xác này mà hình như là con đó. Tức là con muốn giới hạn hả? Con dạ, muốn giới hạn cái tình cảm này đúng không? Mà lúc đó cũng đi học, là tuổi đi học thì con không có nghĩ ngợi gì nhiều. Con nghĩ là con rất là tinh khôi, con rất là tinh khôi. Dạ đúng rồi. Trong lúc đó là hai đứa đều rảnh, nghĩa là không có người yêu. Thì thực rất là hay nhắn tin, một ngày là nhắn hơn 200 tin. Đó, anh em là một người nhắn nhau 200 tin hết trơn hết trọi. Anh em ruột con mới nhắn vậy luôn á chị. Em nói cho biết luôn á. Càng không nhắn luôn á. Anh trai mưa, em gái mưa gì đó. Gì? Rồi bộ không ăn cơm, không học hành nên sao mà lại nhắn tin ngày 200 tin vậy? Dạ ăn cơm là cũng nhắn lại. Em ăn cơm chưa? Thì ăn cơm rồi. Em ăn cơm đây, em ăn cơm rồi. Dạ cũng được mấy tin. Tức là không cần FaceTime mà tụi nó biết hết cái công việc của nhau luôn. Đúng rồi, hiểu quá chị. Thời gian như vậy bao lâu thì bắt đầu mới thích nhau rồi mới là không còn là anh em nữa? Thì khoảng một năm sau á. Thì con thấy vợ con là giống như là chi kỷ vậy đó. Ý như là người bạn thân là mình có thể tâm sự hết tất cả mọi thứ. Giống như có thêm một cái chỗ để cho mình chia sẻ bớt những cái nỗi buồn hay là niềm vui vậy đó. Rất là khó để có thể mà xa bạn đó được. Dạ. Bạn đó được. Dạ. Nên là phải lớn lên xíu nữa. Dạ đúng rồi. Tết á là hai tụi con gặp nhau. Thì vào ngày 30 tháng 4 á là anh này là chính thức tỏ tình với con. Dạ con 11 còn anh 12. Con không có nhận lời. Ông tỏ tình sao đâu mà con không nhận anh lời. Anh này tỏ tình là không có tốn tiền cô Hồng Vân. Anh tỏ tình anh nhắn cho con đúng một tin nhắn. Sao? Lúc đó là khuya ngày 30 tháng 4. Anh nhắn cho con đúng một tin nhắn là mình yêu nhau nha em, mà con không có yêu ảnh đâu. Rồi con trả lời sao? Thì con cũng lúc nào con cũng nói ảnh là con là phải học xong 12 thì con mới có người yêu. Con khi mà nhận được cái con... lời từ chối đó con có tổn thương không? Dạ buồn chứ. Buồn. Dạ. Con hẹn ảnh con nói là nếu như mà anh chờ được tới hết lớp 12 rồi á thì lúc đó là em sẽ nhận lời. Nhưng mà con lên lớp 12 là ảnh đã phải vô đại học rồi. Dạ. Dạ đúng rồi. Mà vô đại học thì chắc chắn là sẽ có thể là sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh học. Thì nếu như mà mình vượt qua được những cái thử thách đó thì mình sẽ chính thức đến. Rồi sao? Đến khi ảnh lên đại học. Lúc mà con thi 12 xong thì con cũng thi đại học ở Sài Gòn. Nhưng mà không có đậu vô được cái trường con muốn. Cũng không muốn đi xa. Người yêu của mình đang ở dưới kia rồi, giờ mình đi xa quá thì cũng cũng sợ mất đó. Dạ, mình phải... yêu. Đi học ở ngoài Phan Thiết một nửa năm, Tết xong rồi con lại lên đây con ôn thi lại một lần nữa. Là con học ở trường nào? Dạ con học đại học Sài Gòn. Rồi lúc đó con thì sao? Qua năm lớp 12, ngày 30 tháng 4 là anh tỏ tình với con. Tới ngày 30 tháng 12 là con nhận lời ảnh mặc dù con chưa học xong 12. Cái nguyên nhân là lúc đó là ảnh á chưa có thi đại học. Con sợ là ảnh hưởng tới cái việc học của ảnh. Bạn ở chung nhà hai đứa nó nhắn tin nó chửi con. Nó nói con là sao mày ác dữ vậy. Ông Thuận ổng tốt như vậy mà sao mà mày không quen. Xong con ngồi con suy nghĩ một hồi thì con mới nhắn tin cho anh này. Mọi ngày con hay nhắn ảnh con hỏi là nếu có một điều ước thì anh sẽ ước cái gì. Thì ảnh hay nói là anh ước là em là người yêu của anh. Thì hôm đó con nhắn con hỏi là nếu có một điều ước anh ước cái gì. Anh nói là anh muốn em là người yêu của anh. Thì
con mới trả lời là vậy, điều ước của anh hôm nay thành sự thật rồi đó. Lãng mạn quá. Chuyện tình nó hay quá. Hay hay không? Ừ. Mối tình hay. Ừ. Nhưng mà thực chất là trong bụng con có thương ảnh rồi đúng không? Dạ không, lúc đó con cũng chưa thương ảnh luôn. Từ lúc nhận lời mà quen ảnh là con nhắn tin cho ảnh cũng một ngày mấy trăm tin. Nhưng mà một cái tin nó không bao giờ quá ba chữ. Lúc đó tự nhiên con cảm thấy bị gò bó. Con thấy giống như mình đang là học sinh bình thường, tự nhiên mang tiếng có người yêu. Con nhắn để cho ảnh ghét con, ảnh bỏ luôn. Chưa, xong rồi, biết rồi. Nhưng mà cứ ba chữ nhưng mà ảnh cứ trả lời liên tục. Và một ngày vẫn mấy trăm tin, và một ngày vẫn mấy trăm tin. Cũng tin cộng lốc vậy đó. Dạ, con nhắn vậy nhưng mà ảnh vẫn kiên trì nhắn hơn một năm. Rồi đi vô đây học là ảnh đưa đón con. Từ Gò Vấp qua quận 5 mà ảnh đưa đón con từ năm ôn thi cho tới năm 3 luôn, năm 4 con mới tự đi xe. Nhưng mà lúc đó là con đã thương ảnh rồi đúng không? Dạ, lúc con đi học sư phạm được một năm là lúc đó bắt đầu con thấy ảnh tốt với con quá. Thương nên là rồi, con mới bắt đầu có tình cảm với ảnh. Đưa đón con là ảnh nằm ngủ ngoài hành lang của trường đại học sư phạm luôn. Nằm ngủ ngoài hành lang để chờ đón con về. Tại vì nó xa không quá. Học hay gì mà con định hỏi nó ra. Chứ tôi định hỏi bộ không mà học hành. Bỏ học bỏ hành. Dạ có chứ, thì nếu mà học chung giờ thì mình đi chung rồi xong rồi mình về. Còn nếu mà bữa nào con rảnh thì con ở lại con học bài luôn, xong rồi con chờ con trở về luôn. Nó thương nó bỏ tiền chứ nó đâu có bị ảnh hưởng gì đâu. Rồi đó, thì hai trường gần nhau mà. Có khi nào mà chở đi chở về mà hết xăng không, có tiền đổ xăng không? Dạ xe hư thì có. Hai đứa đâu có tiền bạc gì nhiều đúng không? Dạ hai đứa mà chỉ ăn một cái bánh xèo 15.000 thôi mà ăn hai rổ rau. Mẹ ơi, cái làm bánh xèo cái bánh rổ hai đứa con lắm. Nói chung là cái thời sinh viên đi nhưng đi mà nó đẹp nhà. Nếu không có chương trình này thì chắc chắn các con sẽ không có cơ hội để kể lại. Dạ. Bây giờ hoài niệm cũng thấy hạnh phúc chứ bộ đúng không? Dạ. Ừ rồi xong sao nè, khi mà con tốt nghiệp xong đại học nè, rồi ảnh có tốt nghiệp luôn không? Dạ anh tốt nghiệp trước con. Tốt nghiệp trước rồi tới con rồi xong hai đứa là về lại quê. Dạ. Thì đúng anh tốt nghiệp trước nhưng mà anh chưa về á con. Ở lại lợi con đúng không? Anh ở lại. Chắc chắn chắc rồi, con không cần hỏi luôn. Con không cần hỏi. Rồi trong một năm mà con ở lại rồi con có đi làm không? Con học xong á là 2015. Thì con có gửi cái bằng đó về quê để xin việc ở quê. Gửi về quê thì xin thì cái bằng đại học cao đẳng của con đó thì ở dưới quê hiện tại không có thiếu giáo viên của cái môn đó. Nhiều người học đại học xong rồi đi về đi làm vớ vẩn rồi đi làm nông cắt bằng. Nên không có muốn mình phải như vậy. Sau đó con lại đi học thêm cái trường trung cấp. Thì lúc đó con có thể tự sửa chữa máy móc. Hay quá. Xong rồi có cái bằng đó. Chớ treo cái là con học 2 năm nữa thì con mới về. Ba mẹ rồi vẫn ba mẹ ba từ trước. Mình ở đây mình sợ chứ. Không sợ. Ở đây mình vẫn đi làm thì nói chung là lúc đó quen lâu quá rồi. Nói chung là cũng tin tưởng nhau hơn là lúc đầu mới vô. Chứ không có sợ đúng không? Dạ. Rồi. Ở con về con có việc liền không? Dạ có, con tốt nghiệp là tháng 7 thì tháng 8 là con đã đi dạy ở Bình Thuận. Bây giờ hai đứa về dưới quê đám cưới luôn chứ? Đám cưới như thế nào? Dạ chưa, chưa hay là phải đi làm. Con đi làm 2 năm là rồi con đám cưới. Nhưng mà trong cái thời gian đó có chia tay gì không? Dọn thì nhiều. Có chia tay không? Dạ, dạ có. Có, và chia tay dài không? Có chuyện chia tay đó là sao? 3 ngày. Sao? 3 ngày. Rất dài quá, rất dài. Nhưng mà cái chuyện nó lớn lắm đúng không? Cái này có liên quan tới một bạn trong cơ quan với lại anh. Thì nếu mà bạn có xem được thì coi như đây là một cái câu chuyện cười của thanh xuân. Bình thường hai đứa vẫn nhắn tin là một ngày mấy trăm tin. Nhưng mà từ lúc anh đi làm á thì anh rất là ít nhắn tin với con. Và con giận. Thì mấy bữa con giận là anh nhắn liên tục. Còn bữa nay con giận con không nhắn anh cũng không nhắn con luôn. Thì con mới kiểm tra điện thoại của anh. Thì con mới thấy là anh có nhắn tin với một bạn nữ cùng cơ quan. Thì cái nội dung tin nhắn là không có mang nội dung yêu đương. Nhưng mà nó có cái sự quan tâm. Bạn nữ đó thì không có cảm tình gì với anh hết. Bạn nữ đó là lơ luôn. Nhưng mà anh vẫn rất là thường xuyên nhắn tin quan tâm. Giống như cái đầu tiên mà anh nhắn tin quan tâm cho con vậy đó. Rồi đó. Dạ. Thì con mới thấy như vậy nhưng con cũng nói anh. Con nói là anh ơi bây giờ anh nhắn tin như vậy đó. Anh đừng nhắn bạn đó nữa. Thì anh cũng nói là anh không nhắn nữa. Nhưng mà một thời gian con vẫn thấy vẫn nhắn. Thì trong cái nội dung tin nhắn đó nó có cái chữ là thương hại. Con đọc được. Thì con mới ủa mình đâu có cái gì đâu mà phải thương hại. Thì con nói là em thì không có cần thương hại. Cho nên làm thôi bây giờ em với anh chia tay đi. Lúc đó là buổi tối hôm đó ở nhà chị của con. Nhưng mà cả nhà con và nhà anh đều biết hai đứa quen nhau. Và rất là thương hai đứa. Nếu như mà mọi người hỏi á thì em cũng không nói là ai sai ai đúng.
em chỉ nói là mình không có hợp thôi thì chia tay. Bình thường hai đứa mà cãi nhau hay là con giận á là anh khóc nhiều lắm, còn con là rất là cứng rắn. Nhưng mà hôm đó con lại khóc rất là nhiều luôn. Anh không khóc gì hết. Cái câu trả lời của anh là tùy em, em làm sao em thấy thoải mái thì em làm. Trong khi những lần trước anh sẽ trả lời là anh không chia tay, em thích thì em chia tay một mình em đi. Con nói là bây giờ mình không có là người yêu nữa đâu, nhưng mà mình vẫn làm bạn bè bình thường. Cỡ chừng 3 ngày sau con anh mới nói là bữa giờ làm bạn bè với anh có vui không? Thì đâu có vui xíu nào. Cảm giác của anh cũng rất là khó chịu, cảm giác con cũng rất là khó chịu. Thì hai đứa mới ngồi lại nói chuyện với nhau, mới nói ra là vì sao anh lại như vậy. Là tại vì con là cứ lúc nào cũng muốn anh nhắn tin, rồi lúc nào cũng hay giận anh, lúc nào cũng giận vô cớ. Anh nói là bây giờ mình đi làm rồi, nó sẽ khác với hồi mình đi học. Nó sẽ có áp lực của công việc, hay là em giận gì thì em cũng phải nói để anh biết, chứ anh không thể nào mà ngồi đoán ý của em được nữa. Thì lúc đó con cũng có rút kinh nghiệm, con cũng có nói là em sẽ rút kinh nghiệm. Còn anh cũng rút kinh nghiệm là anh sẽ không nhắn tin với bạn đó nữa. Hai đứa quay lại. Coi như thời điểm này là thời điểm mà lựa chọn hạnh phúc rồi đó. Dạ đúng rồi. Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương rồi đó em. Đúng không? Đúng đó là cái gọi là cái mức mà gọi là đúng cái thời điểm mà phải chọn nhau. Tại vì luôn luôn trên bờ vực thẳm là người ta phải chọn lựa. Phải chọn thôi. Một trong hai. Đúng rồi. Một ngày mà nhắn tin 200 tin thì làm gì còn thời gian để nghĩ chuyện khác. Đúng rồi. Đó, anh vừa đá banh mà anh vừa nhắn tin cho con. Đó, nó bị mệt mỏi á con. Mưa thuận gió hòa rồi, đúng không? Dạ. Bây giờ là hai đứa có em bé rồi đúng không? Dạ đúng. Bé thì bao nhiêu tuổi? Dạ 2 tuổi. Đó, rồi bây giờ qua tới cái hôn nhân đó, có thấy những cái thói hư tật xấu bắt đầu từ từ le lói xuất hiện? Anh khui trước đi. Ủa là sao? Là khui. Dạ, tụi con quen là 9 năm rồi mới cưới. Con thấy anh là cũng được 9,75 điểm rồi đó cô Hồng Vân. Rồi bây giờ cái 25, 0,025 cái kia là cái gì? Dạ, 0,25 là để cố gắng, để phát huy. Con thấy anh thì là ok lắm rồi. Tức là giờ xấu con, gì luôn con muốn anh thay đổi điều gì không? Cứ như vậy thôi. Rồi cứ yêu thương vợ con như vậy thôi. Còn rồi con muốn vợ con thay đổi điều gì? Vợ có một tật xấu là tối là đi ngủ là không biết thường xuyên đánh răng đâu. Đánh răng nó hơi bị xấu. Điện. Phải chịu khó đánh răng thêm. Cố gắng chịu khó ăn uống cho mập lên. Dạ đúng rồi. Vợ thì cũng lười ăn, làm việc thì giữ gìn sức khỏe. Dạ. Rồi, nghe cái tiếng muốn. Nghe cái tiếng anh cu tí ở đâu dưới đây nè. Đó, con của hai hẻm. Đây. Để coi anh cu tí 2 tuổi nè. Đây là bà nội hay bà ngoại? Dạ bà ngoại. Rồi lớn luôn bà ngoại. Có chuyện rồi. Cá nha. Hôm nay đi là đi cả gia đình luôn luôn hả? Dạ. Chúc cho hai vợ chồng luôn luôn hạnh phúc nha. Dạ. Hiểu nhau và yêu thương nhau, trân trọng nhau nha. Rồi. Hi. Ok. Rồi.